Thả Trâu Xuân Hải đi là tội chết. Nếu thiếu phu nhân đồng ý với tôi một chuyện thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Đấy, bây giờ tâm trạng kháng Nhật trong thành tăng cao. Chúng tôi cần một người duy trì sự ổn định trong thành để giúp chúng tôi làm chuyện này. Với tiếng tâm của thiếu phu nhân thì có thể khiến người ta tin và phục. Tôi mong cô ra mặt làm chuyện này, là mong tôi làm tay sai cho các người sao? Duy trì sự ổn định huyện thành để người dân an cư lạc nghiệp, không phải cũng là tâm nguyện của cô sao? Nếu cô muốn, chúng tôi sẽ dốc hết sức phối hợp. Kết cục của không phối hợp là chết chứ gì? Tôi không sợ, chết cũng không sợ. Hội trưởng cô có thể không làm. Cô mong mỗi ngày nhìn thấy có một người trâu phủ bị chết sao? Bị ổi. Người Trung Quốc có câu tục ngữ: kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Tôi nghĩ thiếu phu nhân là người thông minh, không mong nhìn thấy người nhà chết vì cô nhỉ? Tôi cũng có điều kiện, chỉ cần thiếu tá đồng ý, tôi sẽ dốc hết sức làm hội trưởng hội duy trì. Xin mời nói. Thứ nhất, từ nay về sau, các người không được tùy tiện hại bất cứ ai của trong phủ. Chuyện này tôi có thể hứa. Trâu Xuân Hải là tứ gia của Trâu gia, là người Trâu gia. Từ nay về sau các người không được truy bắt nữa. Chỉ cần thiếu phu nhân sau này toàn tâm toàn ý làm việc cho hoàng quân, điều này tôi cũng có thể đồng ý với cô. Nhưng nếu như Trâu Xuân Hải còn làm chuyện gì tổn hại cho hoàng quân thì tôi sẽ không dám đảm bảo. Mong thiếu phu nhân hiểu cho. Thứ hai, các người không được tùy tiện tàn sát người dân của Long Du. Chỉ cần thiếu phu nhân bảo họ ngoan ngoãn phối hợp với tôi, tôi hứa với cô quyết không để họ tùy tiện làm hại người dân. Vậy là đồng ý rồi. Thứ ba, còn thứ ba nữa sao? Làm hội trưởng hội duy trì Long Du chỉ với mấy điều kiện này có nhiều sao? Sau này tất cả việc có liên quan tới người dân do tôi toàn quyền phụ trách. Các người không được tùy tiện dùng vũ lực. Thiếu tá Nomura, chỉ cần ngài đồng ý với mấy điều kiện này, tôi sẽ tận tâm tận lực làm việc cho hoàng quân. Được, tôi đồng ý. Nhưng bà mong là thiếu phu nhân sau này đồng lòng với hoàng quân. Cảm ơn. Ngày mai ở trước mặt người dân toàn thành chính thức tuyên bố cô là hội trưởng hội duy trì của đế quốc Đại Nhật Bản ở Long Du. Tất nhiên tân hội trưởng nhậm chức thì phải có nghi thức. Thiếu phu nhân đã đồng ý làm hội trưởng thì chúng tôi còn một chuyện mong thiếu phu nhân giúp đỡ. Ngài nói đi. Tôi biết Châu gia là nhà giàu có nhất trong cả thành. Mong là thiếu phu nhân cung cấp một phần quân lương cho hoàng quân. Quân lực của các người 3 ngày sau là tới rồi mà. Cô cũng biết đó là quân lương. Chuyện Trâu Xuân Hải tôi có thể không truy cứu. Chẳng lẽ thiếu phu nhân không muốn giúp đỡ hoàng quân sao? Ngài đã uy hiếp tân hội trưởng vừa nhậm chức à? Tôi cũng mong mọi người chung sống hòa bình, nhưng cũng cần thiếu phu nhân phối hợp mới được. Chuyện lương thực không phải mình tôi nói là được. Tôi phải về bàn với người trong tộc. Được, tôi đợi tin của cô. Báo cáo. Sao tổng,
Thiếu tá, sụ thịt chuẩn bị cho hai người. Bàn chuyện chính xong rồi, chúng ta uống một ly đi. Tôi mời ngài. Xin lỗi. Có thích khách. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Báo cáo thiếu tá, vừa nãy có người xông vào quân doanh, đã sai người truy xét rồi. Sao mà bất cẩn như vậy? Tăng cường canh phòng quân doanh. Nếu như xảy ra chuyện gì thì ngươi đã biết hậu quả rồi đấy. Thiếu phu nhân, xin mời. Các hương thân phụ lão, rất cảm ơn hoàng quân cho tôi cơ hội này để tôi làm hội trưởng hội duy trì quỹ của ta. Mọi người yên tâm, tôi nhất định toàn tâm toàn ý phục vụ cho mọi người, phục vụ cho hoàng quân. Xin các hương thân hãy tin tưởng tôi, chúng tôi có thể ủng hộ tất cả, nhưng quyết không ủng hộ cô làm hán gian cho người Nhật. Trúc Quân, con mà làm tay sai cho người Nhật thì mãi mãi đừng vào cửa lớn của Trâu gia. Con, Trúc Quân, con mà không về với mẹ thì mẹ mãi mãi không nhận đứa con dâu này. Dì Tổng, chúng ta đi. Đi. Đại tá gọi tới, nói quân nhu của chúng ta tối nay sẽ tới. Vì để an toàn, con phải tự ra thành đón. Tôi đã gửi điện báo cho đại tá, báo cho đội vận chuyển rồi. Doanh trưởng đúng là nhìn xa trông rộng. Lúc trước trên đường về Long Du, để giữ lại quần áo và trang bị của bọn Nhật, không thì vở kịch này không diễn được. Anh thì hiểu gì, doanh trưởng làm vậy là lo trước khỏi họa. Anh nói phải. Doanh trưởng, tôi lo không biết chức nhận quân quan có bị vạch trần không. Không cần lo chứng nhận quân quan, đều là tin bộ phận tình báo gửi tới. Dân, doanh trưởng, cố gắng đừng lên tiếng. Dân, trung đội trưởng. Anh Cư Ca, anh là Yamashita. Súng ống đạn dược đã chuẩn bị cho các người xong. Sao anh Cư Ca không đem xe áp tải tới? Như vậy bảo chúng tôi giao nhận thế nào? Là như vậy Yamashita, xe của chúng tôi gặp sự cố, giờ đang sửa. Sợ trễ thời gian giao nhận nên tôi đưa người tới trước. Vậy nên lát nữa phải mượn quân đội vận chuyển của anh Yamashita. Mong anh Yamashita giúp đỡ.
Anh muốn lái thẳng xe của tôi đi, chỉ là mượn dùng tạm thôi. Xe của đội tôi đã sửa gần xong rồi. Tôi đã dặn họ tiện thể đem cơm canh mới nấu tới cho anh em đội vận chuyển, cũng xem như báo đáp anh Yamashita giúp đỡ. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà mong anh Cư Ca nhanh chóng trả xe. Dân anh Cư Ca, giấy tờ của anh. Rốt cuộc là sao? Báo cáo thiếu tá, khi tôi đưa người tới, chỉ có người cô đội vận chuyển ở địa điểm tiếp ứng, vũ khí là không thấy. Người cô đội vận chuyển nói trước khi tôi tới có một trung đội trưởng Cư Ca khác tiếp ứng vũ khí đi, nói họ ở yên đó chờ 20 phút, nó có một phần tiếp tế cho đội vận chuyển sẽ tới ngay. Khốn kiếp, một đám bỏ đi. Thiếu tá, tôi cho là do lộ tình báo gây nên. Người của đội vận chuyển nói giấy tờ Cư Ca có đưa ngoài ảnh ra thì dường như cái khác giống hệt tôi. Chuyện này tôi sẽ báo cáo đại tá. Chuyện tình báo giao cho ban điều tra xử lý. Kể từ hôm nay, truy bắt toàn thành, phải bắt được phần tử kháng chiến đó. Cục trưởng, chúng ta làm vậy quá nguy hiểm. Tôi chỉ đi thăm Trúc Quân tiểu thư thôi. Còn Thâm, bây giờ cô ấy là hội trưởng hội duy trì người Nhật nâng đỡ, tay sai đó. Cậu hiểu cái gì? Với Trúc Quân tiểu thư không thể làm chuyện tay sai cho người Nhật đó được. Được được, tôi không hiểu, tôi không hiểu. Nhưng anh là người trong cuộc, mê muội người ngoài cuộc tỉnh táo. Im đi, không được phê phán Trúc Quân tiểu thư. Tôi... Được rồi, mau đi đi. Xin lỗi, xin lỗi. Cục trưởng, Trung quân tiểu thư có tới không? Tới ngay thôi. Thiếu phu nhân, mau lại đây. Mau. Cục trưởng sai. Thiếu phu nhân, mau đi đi. Mau đi đi, cảm ơn. Cục trưởng, cục trưởng à, cục trưởng, Trúc quân tiểu thư, cục trưởng à, anh cố gắng lên, cục trưởng, mà cố gắng lên.